cho mua tỏi bà, nhưng mà là nhà hỏi là bái 80 năm chiên cơm miên, trang phục cơm miên dân tộc Giao Chiêm Hóa đang trang điểm để tới tang cô dâu. Cô dâu là hãng là cơm miên đấy. Chào các bạn nhé, hôm nay là đại diện bên nhà trai để tổ chức người Giao Đeo Tiền Chiêm Hóa Tuyên Quang. Đây các chị em đang mặc trang phục người Giao đây. Mình sẽ đi quay một số điểm. Thứ nhất là mình sẽ vòng qua chú bếp nha các bạn nha. Đây là chú bếp và chị em đang chuẩn bị gói cơm, cơm xôi của người Giao nha. Bằng gạo nếp, nương của người Giao đấy các bạn ạ. Tí mình sẽ xuống cái phòng chính để quay một số chi tiết của nhà bếp nha. Hiện tại là đoàn đón dâu chưa về, cho nên mình tranh thủ làm một số đoạn video cho các bạn xem. Đây là cái phòng điểm chính, tí ít phút nữa là đoàn đưa dâu sẽ về đến đây. Bây giờ chưa có khách, mình xin đi quay một số cái chương trình của đám cưới như sao nhé. Thì mình đang đi vào, ít phút nữa là có khách mời đến dự đám cưới của người Giao. Đây tí là có trang phục của người Giao như các bạn nha. Mình sẽ vào cái trang trí buồng cô dâu cho các bạn xem nha. Đây là cái bàn này tiếp khách bên nhà trai và nhà gái nhé các bạn ạ. Đây đây là cái chỗ tiếp đón cô dâu đây các bạn nhé. Người Giao thì rất là bình thường thôi, không có cái gì là cầu kỳ cả. Đấy. Mình sẽ quay cái chỗ gian bếp nấu nướng nha các bạn nha. Đây là cái bộ phận bếp các bạn. Đây. Đang chuẩn bị cú thì đi ra bàn. Em bột tâm lên, dưới cái tôi phạt chàng nhà con có tay. Dưới tay của ông mỏng của mắt. Cái kia là cái mắt đó là đằng sau.
Eng Thin Shin Te Mount Gia Enchum NCCBC CD An MHH Eng N GIP Vich C Menging YHN PHC Ka IV Chang Tur NGI Dao Tin Vit Nam Eng H Cho KNH Eng Thin Vlogs VMCINGI DAO UTIN NM 2022.